Nhâm xin chào tất cả các anh cần thủ đã đến với video 1382 của shop em nha các anh. Và đây là video buổi tối nha. Em lên ISO fan bé để các anh câu đơn trên, với lại những cái mẫu cần ISO đã hạ xuống cần tay nha các anh. Và cần trợ máy nè, trợ máy 6m3. Cần câu dít cắm gốc ạ. Dít cắm gốc tải mồi tới tận là 3 lạng nha các anh. Cái này tải mồi 3 lạng, bao khỏe, câu cá bao bền luôn. Và những mẫu cần câu tay từ 4m5 nè, 5463 rồi 72 8m1. Thế hôm nay là có tới 56 size cho các anh lựa chọn luôn nha. Và giá bên em báo sẽ chưa có bao gồm phí ship. Ship mỗi đơn cần 40.000, đơn máy câu, đơn phụ kiện 30.000 một đơn. Các anh mua từ hai sản phẩm hoặc là thanh toán trước em miễn phí ship, nhưng mà chỉ tính máy hoặc là cần. Còn riêng những món phụ kiện như là lưỡi câu, cứa câu thì đơn trên 500.000 em mới miễn ship được nha các anh. Và số điện thoại để chốt đơn canh vui lòng liên hệ 0982 437 343, in ghim ở bên góc trái màn hình nha. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến canh, đây là lưỡi câu BVLC nha canh. BVLC thì một combo này em sẽ có hai size, là size 10 với lại size số 11. Combo hai size nha canh, 10 và 11 cho mình này. Lưỡi này nó có ngạch nha, có ngạch và thiết kích thước khi mà đặt trên vỏ ly nó sẽ là 3.5 và 4 ô nha canh, 3.5 và 4 ô ly vỡ. Có ngạnh, có lỗ sọ cước này, thân dày dặn chắc chắn nha các anh. 3.5 và 4 ô ly vỡ nha. Rất là nhạy cá, với lại dòng này các anh đánh săn hàng cá lớn được 7-8kg, 9-10kg, trên dưới 10kg thoải mái vô tư nha. Có hai size để mình lựa chọn. Và một combo như này tới tận hơn 300 lưỡi câu nha các anh. Tra xong thì rất là hợp lý luôn, tra xong nó đỡ hao lưỡi lắm. Hơn 300 lưỡi câu giá chỉ 99.000, đây là mã số 1 nha các anh. 99.000 cho hơn 300 lưỡi câu ạ. Tiếp theo mã số 2 sẽ là cước câu cá của Shimano Ultra. Hàng này là nội địa Nhật luôn canh. Size là gần 4 chấm, size gần 4 chấm, đường kính dây 0.30mm. Và dòng này thì nó đã xuất sang 6 nước nha canh. Xuất sang thị trường 6 nước. Cước Shimano Ultra. Một cuộn là 150m dây, sức tải cá 18 lb nha canh. Sợi cước đẹp. Cái sợi màu của nó sẽ như này nha. Em để nguyên trong cái túi luôn, em chưa xé ra đâu. Để canh về mình nào mà mình câu, mình sử dụng thì mình xé ra nha. Nguyên si nguyên kiện đó, không có đụng chạm gì tới nha. Nên là đủ mét dây cho mình, canh yên tâm. Một cuộn 150m dây, giá 99.000 cuộn này, mã số 2, 99.000 ạ. Và tiếp theo số 3 thì em sẽ có một con máy câu Ryobi nha canh. Hàng nội địa Nhật này. Cấu tạo máy là full carbon toàn thân hết, size tầm 3.000. Cái 1.500 này là cái tên nha các anh, cái tên máy thôi chứ không phải là size thực của nó đâu, cái tên thôi. Nội địa Nhật luôn nha, made in Japan. Gà cước con lăn ok hết nè, không lầm lỗi, không xào không lắc tí nào hết. Xoay một chiều nó có tiếng kêu, đây là cái tiếng kêu của nó các anh, chứ không phải là xào lắc. Nếu mà xào lắc em bật sang hai chiều là các anh vẫn nghe cái tiếng xào nha, tại vì máy đã xào thì một chiều hai chiều gì cũng nghe tiếng hết anh. Là hai chiều êm ru luôn này. Đó, nên là cái cấu tạo, cái tiếng kêu của máy nó là như vậy nha, chứ không phải là bị xà bị lắc gì hết ạ. Size 3.000, đảo chiều tay quay trái phải được, vòng tua 5.2, khó chạy bạc đạn. Tay quay là gập gọn như này được nè các, gập gọn bỏ ba lô, bỏ cốp xe đi canh di chuyển nhá, nó sẽ hạn chế gãy cái tay quay nha. Ryobi Japan mã số 3, 550.000, mã 3, 550.000 ạ. Tiếp theo mã số 4 sẽ là lưỡi câu ba tiêu nha canh. Lưỡi này khi mà mình đặt trên vỏ ly nó sẽ là dài 1.5 ô, còn chiều rộng là gần 1 ô. Chiều dài là 1.5 ô nha, rộng gần 1 ô ạ. Nó có ngạnh luôn nha canh, có ngạnh với lại có lỗ sọ cước ở đây ạ. Có ngạnh, có lỗ sọ cước. Lưỡi câu ba tiêu, canh có thể móc vào những cái con mồi lua rồi mình lua rê nha. Móc vào mồi lua, thân mồi này, hoặc là đuôi. Nói chung là tùy nhu cầu sử dụng của canh, câu lua. Lưỡi có ngạnh, dạng lưỡi ba tiêu, có lỗ sọ ở trên này. Một vỉ như này thì em có 20 lưỡi ở bên trong nha các anh. Một vỉ là 20 lưỡi và một combo thì sẽ có 6 vỉ tất cả ạ. Một combo em có 6 vỉ tất cả, có mã số 4, giá là 119.000, mã số 4, 119.000 ạ. Tiếp theo mã số 5 sẽ là lưỡi câu cá chim nè các anh. Lưỡi này nó dài 3 ô ly vỡ nha. Nhảy cá, đánh cá chim cực kỳ hiệu quả luôn. Cá 3-4kg thoải mái này. Vì cái dòng lưỡi này á, cái thân của nó này, các anh xem cái thân lưỡi nha, nó dài nên là hạn chế tình trạng mà cá nó cắn cước của mình. Câu cá chim rất là hiệu quả luôn ạ. Có ngạnh ở bên này, với lại form thẳng đứng này. Nhảy cá cực kỳ nha các anh, cái đầu của nó rất là mảnh.
rất là sắc nha, nhạy cá cực kỳ luôn. Một vỉ là 15 lưỡi bên trong, một combo là 6 vỉ, có mã số 5. Mã số 5 99.000, mã số 5 99.000 combo này ạ. Tiếp theo số 6. Số 6 lưỡi này đánh chip dịch vụ buffet luôn các. Kích thước chiều dài thì nó sẽ là 2 ô rưỡi gần 3 ô. Chiều rộng là 1 ô rưỡi cho mình nha. Rộng 1 ô rưỡi. Lưỡi có ngạnh luôn. Form này là chuyên chip dịch vụ 3 đến 5 kg này, 6 kg vô tư thoải mái nha các. Thân lưỡi sử dụng thép không rỉ, rất là dày dặn chắc chắn. Với lại cái dòng lưỡi này nó dày lắm các, thân dày cực kỳ nên là rất là hạn chế cái tình trạng mà bị quát lưỡi nha các. Bị quát lưỡi rất là hạn chế luôn. Một vỉ là em có 10 lưỡi bên trong. Thân dày chắc chắn, chuyên chép dịch vụ. Một vỉ 10 lưỡi, một combo là 6 vỉ tất cả. Một combo 6 vỉ có mã số 6, giá 99.000. Combo 6 vỉ mã số 6, 99.000 ạ. Tiếp theo số 7. Số 7 là máy câu Yumoshi nha các, MH7000. Máy này em mua hàng thanh lý. Hàng thanh lý dạng như cái hộp của nó bị mót các, không trưng bày được nên là em mua được giá rẻ nha. Hàng cũng khá là chất lượng so với tầm giá này nha các. Các anh mới tập câu á, mình có thể trải nghiệm thử những cái dòng máy này. Giá nó mềm. Vòng tua là 5.2 ạ. Tay quay thì có thể đảo chiều trái phải được luôn, gập gọn được. Sử dụng phanh ABS này, cố là kim loại luôn nha các, cố quá chất lượng, chắc chắn cực kỳ. Gạt cước con lăn đều còn sáng bóng hết nha. Yumoshi MH7000, size thực 7000 ạ. Và mã máy câu số 7 có giá 270.000. 270.000 có máy câu mã số 7 nha các. Và tiếp theo mã số 8 sẽ là máy câu dòng Ultra Speed 3000 ạ. Ultra Speed 3000, máy này lua cũng nhẹ lắm các, lua nhẹ tê nè. Con ốc bên này nó làm dài ra này, hạn chế bị đổ máy với lại giữ cân bằng cho máy này. Có cái lỗ nhỏ, khi nào canh không câu nữa mình móc cái lưỡi câu vào đây này, móc lưỡi câu vào. Vòng tua 5.2. Ultra Speed 3000 cho mình ạ. Cố kim loại, cố sóng nha canh. Cố kim loại, cố sóng. Gạt cước con lăn này. Ok hết, không lỗi lầm. Với lại bên trong của máy thì em có UBE nha. UBE thêm vào ở bên trong máy, con về mình chỉ việc đi câu thôi. Nhẹ tê luôn, không có xào lắc tí nào luôn các, không có tiếng kêu. Máy nó hoạt động êm ru à. Con này mã số 8 nha các. Mã số 8 máy 3000, giá là 350.000. 350.000 máy câu mã số 8 ạ. Và tiếp theo mã số 9. Số 9 cũng là một dòng máy 2000 năm chuyên câu lua nha các, máy Takumi. Takumi 2500, máy chuyên lua cho mình ạ. Thì em đã thêm cước vào trong máy rồi nha các, và tặng thêm cho các một cái cuộn dù nữa. Mình về mình muốn câu cước hay câu dù thì tùy nhu cầu sử dụng của các anh luôn. Đã tặng cho mình tới hai loại, một cước, một dù. Con lăn mới ken luôn nè các, gạt cước rất là nhạy. Cũng là cấu tạo tay quay đôi nha các anh, 2500 quá phù hợp để đánh lua. Máy này trước giờ em bán khá là chuyên đánh lua luôn nha. Lua hoặc là ngâm nhẹ câu lăn xê nhẹ cũng được các anh. Tại vì máy này mát rớt của nó lên tới tận là 8 kg. Câu đánh ngon lắm các anh, cầm trên tay là thấy ngay chất lượng à. Cầm rất là đầm tay. Tặng dù, tặng cước và free ship nha các anh. Vỏn vẹn gói gọn trong 500.000, tặng dù, tặng cước, free ship máy này. Takumi 2500 ạ. Tặng thêm cho các anh cũng dù. Và đây là mã số 9 nha. Mã số 9 tặng dù, tặng cước, free ship ạ. 500.000. Cuối cùng có máy cuối cùng là có máy cối nông nha các. Cối nông chuyên câu lục xa bờ đánh săn hàng, cá to nha, cá vài chục ký, đầu 2, đầu 3 thoải mái nha các. Thì máy này á, nó có chế độ xả nhanh. Các anh đánh săn hàng xa bờ rất là thích cái chế độ này. Và cái đường kính của cái gạt cước này các anh xem nha, nó to. Và vòng tua của máy thì cũng cao nữa, vòng tua tới tận 4.8. Nên là cứ một vòng xoay như này các anh sẽ thu được rất là nhiều mét dây. Thu được rất nhiều mét dây. Cố sóng này, xoay có tiếng kêu, dạng cố kim loại nha các anh. Còn lăn chia cước vẫn còn đẹp này. Thân máy thì là carbon, cối và tay quay sẽ là dạng kim loại. Và máy đẹp ken luôn, con này phải tầm 97-98% luôn, mới ken. Video em quay như nào là em sẽ gửi hàng cho các anh như vậy nha. Nên là mình nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái. Máy NGK xa thực 10.000. Với lại cái cối nè các anh, là em thêm dù, dù BE đầy cối luôn. Mình về chỉ vì câu thôi, em đã thêm dù rồi, đầy cối. Không phải lưng lửng mà một nửa đâu các anh yên tâm.
đầy cối cho mình luôn về câu kéo thoải mái. Xong ABS nè. Còn này là hai chiều. Nó có thắng ABS nha các, với lại nhẹ tê nè, không có xào, không lắc tí nào hết. Máy này đánh sang hàng thoải mái, câu tra cũng được nha các. Tra dầu, tra bò, đánh hồi dịch vụ á. Canh sang cá to thì mình hãy câu con này nha, còn tầm vừa thì mình chọn con máy nhỏ hơn. Vì nếu mà cá nhỏ mà có dùng máy to quá thì nó cũng hơi nặng xíu. Này thì chuyên sang hàng, đánh lục xa bờ là ok nhất nè các. Ra mã số 10 1.200.000, tặng dù đầy cối, free ship máy này luôn 1.200.000 nha các. Tiếp theo bây giờ em sẽ lên cần câu ạ. Đầu tiên sẽ là một cây cần 2 khúc nha các, 2 khúc dòng Wind Dragon có chiều dài là 2m4 ạ. Cái này thì độ cứng nó là cứng tầm 80 nha các. Canh vườn ngâm lan xê này, tra xong là ok lắm luôn nha, bao khỏe luôn. Tra xong hoặc là câu trôi chết chấm, nói chung là 5-7kg, đầu 10-15 là thoải mái luôn nha các. Cái này nhìn vậy thôi chứ nó tải ok lắm, tải khủng lắm á. Đọt tới 3-5 này, dàn khoen là khoen 3 chương, khoen hãng như này ạ. Khoen 3 chương khoen hãng, bên này carbon xoắn nổi, còn bên này nó sẽ xoắn dạng caro nha các. Xoắn dạng caro, Wind Dragon 2m4, bắt hãng, bắt vặn. Bên dưới là có khoen để buộc dây bảo hiểm luôn, cán tay cầm, cán mút ạ. Đọt 3-5, trọng lượng là 215g, cái này mã số 1 nha các. Mã 1, 2m4, giá là 390.000, 390.000 mã số 1 ạ. Tiếp theo mã số 2 thì em có cây Simat Carbon Rod, cây này là ISO đã hạ xuống cần tay nha các. Quấn chỉ và đi keo chống nổ, đầu lóng đầy đủ hết. 5m4 cứng 2 và chiều dài thực hiện tại là 5m1 nha các. Canh xem cái thông số hiện tại á, nếu mà mình nó phù hợp với canh thì mình về mình câu kéo nha. Chiều dài thực hiện tại là 5m1. Đọt to này, đọt 2 ly, trọng lượng là 283g nha các. Đọt tận 2 ly luôn, dòng carbon rod. Cái này đánh săn hàng câu ghềnh á, câu ghềnh với cầu cảng bao phê luôn. Hoặc là bo trôi chấm chép dịch vụ nha các. Chép dịch vụ cỡ 5-7kg là bo không tiếp ngọn cần luôn. Đọt to chịu tải tốt. Độ cứng hiện tại thì nó tầm là 3.5 gần 4H. Gần 4H nha các, gần 4H cây này. Và thông số ngọn 2 ly, trọng lượng là 283g. 283g. Cái này mã số 2 nha các. Mã số 2 550.000, mã số 2 550.000. 5m1 đạt 2 ly ạ. Và tiếp theo là mã số 3. Số 3 thì em có cây cần câu tay trợ máy Ryobi, Ryobi Hàn Korea sản xuất ạ. Ryobi Hàn Quốc sản xuất và bass thì sẽ là dạng bass stainless nha các, chiều dài 5m3. 5m3 Ryobi carbon tech ạ. Cái này em thấy cũng đẹp các. Đẹp cái đầu bu của nó là dạng đầu bu gold luôn á. Đầu gold, còn lại khoen ở trong là khoen kim loại nhỏ như này. Khoen kim loại. Đây là zin của cần chạm máy nha các. Zin của cần chạm máy, mình thả dây cho nó chạy từ từ xuống chứ không có phải là ném mồi ra nha các, là không có cần khoen to. Với lại nước sơn còn ok lắm này, còn ở tầm 90% cây này, 5m3 ra thẳng tóc. Tính theo độ cứng cần tay nó là 3.5H. Để canh dễ hình dung nha, 3.5H theo độ cứng cần tay. Và ngọn cần là 0.8 ly, cây này có trọng lượng 210g, mã số 3. Mã số 3 giá cần là 720.000, 720.000 cây này ạ. Đầu bu gold đẹp nha các. Tiếp theo số 4, cần Suyumi ISO khoen bé, Suyumi 4m5 cứng 1.5 ạ. Nó có tên vàng cho mình nè. Bass Fuji FS6 hấp dập. Và ngọn cần cho là ngọn 1.3 ly nha các. Ngọn cần ngọn 1.3 trọng lượng 180g. Ngọn 1.3 ly. Tổng cộng thì nó có 4 lóng với lại 5 cái khoen chạy. 4 lóng và 5 khoen chạy. Chiều dài 4m5, cứng 1.5. Ra thẳng các. 1.5 thì không có bị bỏng đâu các, yên tâm. Hạ tay tầm 3.5H. Hạ tay cái này tầm 3.5H nha. Và đọt cần 1 ly 3 trọng lượng 180g. Mã cần câu số 4. Mã số 4 giá của cây này là 380.000, 380.000 cây này, mã số 4, 380. Tiếp theo là mã số 5. Số 5 em có cây 5m4 cứng 1 nha các, dòng Pro Power Marine.
Marine Pro Power 5m4 độ cứng 1, bát Fuji FX6 và bát gập ạ. Fuji FX6 bát gập. Quen thì toàn bộ là Fuji xứ xám nha các. Fuji xứ xám, cây này hạ tay 3 đến 3.5h nha. Hạ tay 3 đến 3.5h. 6 lóng và 4 cái khuyên chạy tất cả. 6 lóng 4 khuyên chạy. Cái ngọn này là thay ngọn đặt rồi nha các. Thay ngọn đặt rồi. Ngọn đặt thì nó chịu tải tốt lắm, nó hơi dịu tí nhưng mà về chịu tải thì rất là dai, rất là khỏe nha các. Hoặc nếu mà các muốn hạ đọt tới đâu thì mình cắt tới đó thôi. Để mình câu cái độ cứng nó tùy theo nhu cầu sử dụng của mình nha. Pro Power 5m4 cứng 1, đọt cần sẽ là đọt 0.9 ly, trọng lượng là 158g. Mã cần câu số 5 giá 400.000, mã cần số 5 400.000. Về canh độ chế thêm câu này, hoặc là thích câu cảm giác thì mình lấy nha. Tiếp theo số 6 là cây NFT, NFT Power Lock, mã phô xoắn quá chất lượng luôn các, xoắn vân toàn thân như này. Dài 4m5, cứng 1 ạ. Hạ tay 3.5H, bát Fuji FX6 bắt gặp. Khuyên thì toàn bộ là Fuji xứ xám nha các. Nhóm khuyên Fuji loại xứ xám cần có 5 lóng với lại 4 cái khuyên chạy. 5 lóng và 4 khuyên chạy tất cả này, ngọn màu đen trơn. Bắt đầu từ lóng thứ 2 là xoắn vân. Xoắn vân từ lóng thứ 2 ạ. Hàng cứng 1 nha các, hạ tay 3.5H. Và thông số ngọn cần 0.9 ly. Cây này nó có trọng lượng là 130g nha các. 130g cây này. Mã cần số 6 này. Mã số 6 NFT giá 890.000. 890.000 mã số 6. Tiếp theo số 7 là cây Olympic nha các. Khuyên bé 5m4 độ cứng 2 dòng Pro H Century. Pro H nha. Tên vàng đây ạ. Bắt đây. Stainless xịn sò luôn, lợi X6 nhận bắt gọt. Xoắn vẫy cá hai da xoắn hết toàn thân nha các. Mặt này nó hơi xíu tí này, nhưng mà đảm bảo không có dập gãy gì hết nha. Nhận hàng canh kiểm tra thoải mái, nó không có dập gãy gì hết. Hàng mở đã qua sử dụng thì xước xác nó không có trắng khỏi rồi các. Xuống mỗi lóng kia thôi, lóng này đẹp này. Rồi tiếp theo lên tới lóng này, cũng đẹp luôn các. Nhớ nó xước mỗi cái lóng áp tốt đó thôi à. Chứ còn mấy lóng này là ok, ngon lành hết, 90% hết luôn nè. Cần có 6 lóng và tổng cộng hết tất cả là 6 cái khuyên chạy. 6 lóng và 6 khuyên chạy. Đọt cần 1D6 trọng lượng 255g. Mã cần số 7. Mã số 7 Olympic Century. Giá cần là 860.000. 860.000 cây này nha các. 860. Tiếp theo số 8 đa qua sử dụng công nghệ PowerMed Amorpho Whisker. Dài 5m3 độ cứng 1 và phô xoắn X2 da cực kỳ đẹp luôn ạ. Đọt 1 ly 3, da thẳng tắp không bẩn nha các. Đọt 1 ly 3 này, da thẳng tưng luôn. 7 cái khuyên chạy tất cả và dàn khuyên của cần sẽ là Fuji loại xứ xích. Định vị từng khuyên nè các. Định vị từng khuyên và định vị lóng đầy đủ hết luôn nha. Định vị từng khuyên từng lóng đầy đủ cho mình ạ. Phô carbon xoắn toàn thân. Carbon xoắn toàn thân. Này là xoắn xoắn X2 da là từ lóng thứ 3. Từ lóng thứ 3, lóng này. Lóng này và lóng gốc ở bên ngoài. Ra thẳng tưng là các. Cái này hạ tay là 3.5H. Thẳng không bị bỏng nha. Nhận hàng mình kiểm tra thoải mái. Tình trạng thực tế của cần như nào em báo như vậy nha các. Ra thẳng thì báo thẳng. Còn mềm thì báo mềm, tại vì nó cũng có nhiều cái nhu cầu sử dụng của từng khách khác nhau. Có khách thì thích câu cảm giác, có khách thích câu bạo lực, cứng cao. Nên là tình trạng sao em báo vậy ạ. Đọt 1 ly 3 180g, mã số 8 giá còn 1.250, mã số 8 1.250. Tiếp theo số 9, cây này tải khủng nè các. Cần dít cắm gốc, với lại cái phần ngọn này của nó là ngọn đặc này. Riêng cái ngọn này không là đặc toàn thân rồi, nên là câu bao bền luôn. Câu bao khỏe, bao bền cái này. Kim tông nha các. Kim tông chiều dài là 2m1, độ cứng 2XH nha. Tải mồi mát 3 lạng, tải cá trên dưới 30kg ạ. Khoen 3 chân, khoen Fuji xứ đen. Đọt to đọt 4.4 ly nha các. 4.4 ly nè, độ cứng cao. Cái này cứng cao, tải tốt lắm các. Và đây là cái phần gốc cần. Cán tay cầm thì sẽ là dạng cán mút dài ạ. Bát Fuji Gold dạng bát vặn. Cán tay cầm cán mút dài.
chiều dài 21 đo 4.4 ly, trọng lượng cân là 425 gram. Mã số 9, cây này cho em giá 600.000 nha, 600.000 và miễn phí ship cho các luôn. Mã số 9 ạ, 600.000 miễn phí ship. Tiếp theo số 10, số 10 sẽ là một cây cần mini carbon backdrop 1m65, 5 lóng tất cả. 1m65, 5 lóng, khuyên hãng bát hãng luôn nha các. 5 lóng và một cái khuyên chạy, bát cũng là bát hãng này. Trên này còn nguyên siêu, bên dưới này cũng nguyên siêu. Cần tháo cái siêu này ra, cái độ mới nó sẽ cao hơn này. Và đo cần 1 ly 9, trọng lượng 103g nha, 103g. Cái này vỏn vẹn 41 cm nha các anh, 41 cm. Mã số 10, giá cần sẽ là 350.000, 350.000, Tiga Product hàng carbon. Tiếp theo số 11, cái này full fit nè các anh, full fit 2m4, 6 lóng, tải mồi 10-50g ạ. Một khoen chạy này, 2 lóng, 3 lóng, tổng cộng của nó là 6 lóng á các anh. Độ mới cũng ok lắm, ít xước, cứng tầm 20 ạ. Cái này cũng tầm 20, đọt 2 ly nha. Và em thấy nó tải mồi cũng ok nè các, tải mồi tới mát tận 50g cho mình luôn. Mã 11 nha, mã 11 trọng lượng là 194g. Mã 11 220.000, 220.000 cái này, mã số 11 ạ. Tiếp theo là mã số 12 các, 12 thì em có cây cần tay của Harmon, Harmon Full Fit Carbon Rod. Riêng cái này em bán là từ cái khâu nhận hàng kiểm tra này cho đến là đi câu kéo test thử trải nghiệm, chưa khách nào phản hồi tiêu cực luôn nha các anh. Cần quá đẹp, độ mới này, rồi phôi lóng dày dặn chắc chắn, rất là ok cây này. Harmon Full Fit Carbon Rod, nắp chụp đầu cần, độ cứng của nó sẽ là 4-5H nha các anh. Tại vì đây là hàng lóng ngắn cho nên là họ sẽ không có làm được cái đọt nó to. Nó phải lóng, cái đọt nó phải bé để nó phù hợp với lại cây cần lóng ngắn nha các anh. Dạng cần rút, nhờ em tháo lóng ra để các anh xem này, độ dày từng lóng này. Trôi chép thoải mái các anh. Cần ra thẳng tắp à, cây này ưng ý lắm. Nó chỉ nảy mỗi phần ngọn thôi nha, còn phần thân cần là cứng, cứng đều, toàn thân, không bị võng phần thân đâu ạ. Carbon xoắn tiếp mù toàn thân luôn, quá đẹp các. Dài 5m4, đọt là 0.9 ly, trọng lượng 195g. Đọt 0.9, 195g cây này. Xoắn tiếp toàn thân, xoắn đẹp ạ. Phôi lóng dày dặn, không võng nha các, không võng. Vì đây là thông số chuẩn nha, thông số công ty đưa xuống nên là các anh cứ yên tâm ạ. Chứ không phải là em tự đo rồi báo đâu, họ phải làm cái đọt bé nó mới phù hợp với cây cần. Nhờ độ cứng thì vẫn độ cứng chuẩn 4-5H, ra cần thẳng. Mã 12 chỉ 370.000 cho cây này nha các, giá quá mềm so với chất lượng cần luôn. Mã 12 370.000. Tiếp theo mã số 13 sẽ là cây cần câu tay chiều dài 4m5 ạ, phôi là carbon, màu nước sơn giả trúc, dài 4m5 nha các. Trôi chép này, đánh dịch vụ, phôi tự nhiên, sông hồ tự nhiên các. Nếu gặp cá to thì cây này quá khỏe rồi, yên tâm câu kéo ạ. Hàng cứng 5H, ra cần thẳng cân. Nó sẽ có 5 lóng tất cả nha các, 5 lóng và 4 lóng là hàng giả trúc, còn lóng ngọn là màu đen, đen trơn, carbon xoắn nổi. 5H thẳng tưng này, đo cần 1 ly 2, trọng lượng là 135g, có nắp chụp đi kèm nha, có nắp chụp đi kèm cho mình. Và cây này cho em mã số 13, giá là 650.000, mã 13 cây này ạ, giá 650.000, còn câu tay cần rút 4m5. Tiếp theo mã số 14 là cần Herabuna 5m4 nha các. Và bản này sản xuất là ở Hàn Quốc cho mình này, Hàn Quốc sản xuất nha các. Chiều dài 5m4, độ cứng 5H ạ. Và thông số ngọt của cần này là ngọt 1 ly 2 nha các, ngọt 1 ly 2. Chấm chép này, trôi. Cây này thì các anh đánh cá trên dưới 10kg thoải mái nha. Tại vì khách em đã câu thực tế rồi, lên một em mì 9kg và một em 11kg nha các. Khi mà bo cá, dòng cá, cái ngọn nó không tiết luôn. Với lại cái phân bổ lực của nó phân bổ lực đều toàn thân, từ ngọn cho đến tay cầm. Chứ nó không như cần tàu, nó phân bổ lực mỗi cái ngọn này, rồi nó bị cứng đơ các. Nó câu thì câu kéo nó nhanh, nhưng mà khi mà dòng cá nó không có cảm giác. Đọt 1 ly 2, 168g cây này nha. Phôi săn hàng nhưng mà khá là nhẹ, 168g. Mã số 14 giá cần 900.000, mã 14 900.000 cây này ạ.
Tiếp theo mã 15 là Herabuna 6m3 Carbon Special nha các anh. Korea sản xuất luôn. Và hàng này cũng là hàng 5H. Trọng lượng 224g. 224g cây này ạ. Và cây này cái màu nước sơn của nó là màu đỏ mận nha các anh. Màu đỏ mận cho mình 6m3 5H ạ. Độc 1 ly 2, trọng lượng 224g. Cây này cho em mã số 15 nha các anh. Mã 15 và giá cần là 1.050.000. Mã cần câu 15 1.050.000 ạ. 16 sẽ là cây 7m2 nè các anh. Cần phay 7m2. Dạng cần rút đọt đọt cây này to. Đọt cần là đọt 1 ly 7 nha các anh. Đọt 1.7 ly. Cây này thì chắc là chiều dài thực nó còn tầm 7m đó các anh. Chiều dài thực còn tầm 7m. Các anh nào mà mình thấy thông số nó phù hợp á thì mình tham khảo thử nha. Chiều dài thực còn 7m và ra thẳng lắm. Cây này phải 5-6H nha. 5-6H. Đánh gần biển bo cá ok luôn nè. Vô lóng dài dặn chắc chắn. Còn câu tay 7m2. Và thông số ngọn cần sẽ là 1 ly 7, trọng lượng 450g. Em cầm thấy nó đầm tay lắm các anh. Cái này phô dài. Mã 16, mã 16 giá 950.000. Mã 16, 950.000 cây này ạ. Tiếp theo 17. 17 là cây 8m1 nha các anh. Cũng là cần câu tay luôn. Cần câu tay hàng carbon 8m1. Đồng 1.8 ly. Có nắp chụp đầu cần. Đồng 1.8. Cái này là họ sơn phản quang vào để mà câu ban đêm mắt thấy ngọn cần nha các anh. Câu ban đêm thấy ngọn cần. 8m1. Đạt 1 ly 8, còn trọng lượng của cần là 494g. 494g. Cái này cũng được 5H này. 8m1, hàng cứng 5H. Các muốn xem video ra cần á, mình cứ liên hệ em nha. Số điện thoại em có ghi ở bên góc trái màn hình. Liên hệ em gửi video ra cần các anh xem ạ. Và ngọn 1 ly 8 trọng lượng 494g. Cái này có mã số là 17 nha các anh. Mã 17 giá cần 1.150.000. Và 8m1 mã 17 1.150.000 ạ. Tiếp theo 18. Mẫu cần lua phiên bản đặc biệt chuyên săn cá hồng, cá mú, cá chẽm rồi nha các anh. Cần Yamaga có chiều dài là 2m7, độ cứng MH ạ. Bó xịu là C4+, bót vặn phôi carbon xoắn ít hai da toàn thân đẹp. Cánh tay cầm cánh mút ạ. Chỉ này rồi đường keo rất là chắc chắn nha các anh. Phiên bản đặc biệt này đánh nó có độ nảy nha, nó không bị đơ, không bị cứng đơ. Và sử dụng dàn khoen Fuji lọ xứ xích, chân khoen chân gôn, đặc biệt là cái đề ba là dàn khoen RV nha các anh. Đề ba sẽ dàn khoen RV. Fuji lọ xứ xích, chân khoen chân gôn và thông số ngọn cần. Ngọn cần sẽ là 2 ly và cây này có trọng lượng là 185g nha các anh. Dạ 2m7 cứng MH. Cây này cho em mã số 18 nha. Mã 18 giá là 1.550.000. 1.550.000 ạ. Và cuối cùng là mã số 19. Một cây cần 2 khúc chuyên câu tra bạo lực nha các anh. Chuyên câu cá tra, săn hàng bạo lực, câu tra dầu, tra bò này. Tỏi mồi là 1kg cho đến 1,5kg thoải mái luôn nha các anh. Tầm 3-4 bi. Evolution Akina Okinawa nè, Mandika. Và cái vết này á là cái vết keo nha các anh, cái vết keo thôi. Cái này là em định lên cái bát dạng bát gập ở trên này nè, nhưng mà nó không có chắc chắn nha. Nó không chắc chắn lắm để các anh đánh săn hàng, cho nên là phải đổi lại cái dạng bát bát vặn như này. Bát vặn thì một cái là cố định máy, còn một cái là chống trượt. Đó, nó có tới hai khóa luôn, câu kéo rất là ok. Cán tay cầm là dạng cán mút nha các anh. Còn về chất lượng phôi thì các anh cứ yên tâm. Phôi 40T xoắn ít hai da toàn thân luôn, phôi siêu dày. Khoen Fuji lọ xứ xích, chân khoen chân gôn ạ. Dạ khoen ba chân toàn bộ hết nha các anh. Nên là tải mồi, tải cá chịu lực rất là tốt. Đọt cần 3 ly 6 này. Đọt 3 ly 6, đây chỉ là cái vết keo thôi các anh. Vết keo chứ nếu mà nối cần là cũng không có nối được ngay cái khúc này luôn nha. Không có nối mà nó trơn, nó thẳng tưng như này được đâu. Chỉ là lên cái bát máy á các anh. Lên bát máy nhưng mà thấy nó không phù hợp, sợ nó yếu. Để các anh gắn máy to thì nó lại không nổi, chịu không nổi. Đổi sang cái bát dạng bát vặn như này. Nên là nó bị dính vết keo này thôi. Nó dính vết keo này thôi chứ không có lầm lỗi gì hết. Còn ngon lành, không lầm lỗi. Phô lóng rất là dài dặn luôn. Đọt là 3 ly 6, trọng được 560g. Cái này mã cuối cùng, mã số 19 có giá là 1.900.000 nha các anh.
và 19 1.900.000. Em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ kênh của em nha. Chào tạm biệt các anh ạ.